Mời bà con và quý vị theo dõi chuyên mục Thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, trước tình trạng cúm gia cầm đang xảy ra tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh. Cả nước hiện có 10 ổ dịch cúm gia cầm do chủng virus AH5N6 gây ra, buộc phải tiêu hủy trên 43.000 con gia cầm tại 5 tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó có 2 tỉnh, thành phố giáp ranh với địa bàn tỉnh ta là Bắc Ninh và Hà Nội. Cộng với giá gia cầm đang hạ như hiện nay có thể là nguyên nhân khiến người chăn nuôi lơ là trong công tác phòng chống dịch. Để bảo vệ gần 4 triệu con gia cầm các loại, hiện ngành nông nghiệp nói chung, các địa phương trên địa bàn tỉnh ta đều đang tích cực triển khai hàng loạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Xã tôi thành lập cái tiểu ban tuyên truyền cho nhân dân vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại này, rồi là phun phòng khử trùng tiêu độc này, rắc vôi bột, rồi là tiêm phòng theo định kỳ. Để chủ động kịp thời ngăn chặn virus cúm AH5N1, virus cúm AH5N6 hoặc chủng virus cúm có khả năng lây bệnh trên đàn gia cầm, làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân, Chi Cục Thú Y tỉnh đã phối hợp với trạm thú y các huyện, thành phố, thống kê, tổng hợp, tổng đàn gia cầm từng địa phương, khẩn trương chỉ đạo lực lượng tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng và cấp gần 4 triệu liều vaccine tiêm phòng theo kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tiêm phòng cúm gia cầm được gần 2 triệu liều vaccine. Số còn lại, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 tới. Để thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, thì bà con tập trung tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định, đặc biệt chú trọng đến tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Vì đó là cái biện pháp đầu tiên và căn bản để phòng chống dịch. Đồng thời, bà con cũng thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, chuồng trại chăn nuôi và môi trường. Đồng thời, bà con cũng tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, bổ sung các cái khoáng, vitamin và theo dõi diễn biến sức khỏe của đàn gia cầm để có những cái biện pháp xử lý kịp thời. Nếu như phát hiện mà gia cầm ốm chết, nghi mắc bệnh cúm gia cầm thì đề nghị cũng báo cáo với cán bộ thú y của địa phương và chính quyền địa phương để có những biện pháp xử lý kịp thời. Thời tiết mưa phùn, độ ẩm không khí cao như hiện nay rất thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và lây lan. Để công tác phòng chống dịch cúm gia cầm đạt kết quả cao, ngoài sự vào cuộc tích cực của các địa phương, ngành chuyên môn, các hộ chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Chi Cục Thú Y tỉnh. Để đảm bảo chất lượng an toàn cho người sản xuất và người sử dụng, hiện tại các hộ trồng cam theo quy trình VietGAP trên địa bàn tỉnh đang tiến hành chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây theo đúng quy trình hướng dẫn. Cây có múi đang trong giai đoạn đậu quả, một số diện tích bước vào giai đoạn phát triển quả. Giai đoạn này, các chủ vườn đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại. Nếu như trước đây, các hộ chủ yếu sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu theo kinh nghiệm, thì sau khi tham gia quy trình chăm sóc cam tiêu chuẩn VietGAP, các thành viên chỉ sử dụng sản phẩm trong danh mục cho phép để bổ sung dưỡng chất và phòng trừ sâu bệnh cho cây, trong đó chú trọng tới phân bón hữu cơ và thuốc sâu thảo dược. Gia đình tôi đã chăm sóc cam theo VietGAP ấy là đã được 5 năm, không sử dụng thuốc hóa học và thuốc trừ cỏ độc hại, chăm sóc chủ yếu phân hữu cơ. Hiệu quả từ các mô hình trồng cam VietGAP đã bước đầu thay đổi nhận thức, thói quen sản xuất cũ của nông dân đã và đang tạo ra sản phẩm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, an toàn cho người sản xuất, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế ô nhiễm môi trường, dễ tiêu thụ và giá bán cao hơn cam thông thường. Tuy nhiên, chăm sóc cam VietGAP đòi hỏi người dân phải thực hiện nghiêm quy trình sản xuất, từ ghi nhật ký đầy đủ, biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành chức năng. Nguồn nước tưới thì phải sạch và không bị ô nhiễm, phải bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục hoặc là phân hữu cơ vi sinh, tuyệt đối không được sử dụng phân tươi. Và đối với phân vô cơ thì phải sử dụng những loại phân bón có trong danh mục cho phép và nên sử dụng NPK chuyên dùng cho cây ăn quả theo từng giai đoạn. Thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phải có trong danh mục cho phép và đảm bảo cái thời gian cách ly ghi trên bao bì sản phẩm. Và bên cạnh đó thì bà con cần phải thường xuyên vệ sinh vườn sạch sẽ và không vứt cái vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi. Tuyệt đối là không được sử dụng thuốc diệt cỏ. Thời tiết hiện tại rất thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi để các loài sâu bệnh như sâu vẽ bùa, nhện đỏ, dày chổng cánh, dẹp muội tấn công gây hại. Bà con cần chủ động phát hiện sớm và thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh theo đúng hướng dẫn của ngành chức năng. Bà con và quý vị thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên.